Vâng, hello, xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay hình này được anh em nhờ giờ bán giúp cho mấy cái app gian xe cho anh em mua về BK nhất thôi. Chủ yếu là nhớ lại Võ Lâm 2. Thì đầu tiên một em Thiếu Lâm Trượng, Thiếu Lâm Thiền Tông bên server Phục Hộ. Đấy, Phục Hộ đây anh em. Bét thì hiện tại có hai con bét 6, nội ngoại bảo kích cộng thêm và nội ngoại linh hoa chủ nhân, vậy là có 2 bét 6 rồi. Tin tức chuyển sinh 7 cấp 88 cảnh giới võ vương, hiện tại chưa có hiệu. Về trang bị thì như sau: nón hào hiệp vô hạ được khảm được 2 lỗ. Áo cũng 2 lỗ bằng đá lăm. Quần thì mới được 1 lỗ cũng đá lăm, nói chung là toàn đá lăm hết. Cầm ngọc rượu dương, nói chung để anh em đi ít đêm. Hỗ trợ mật tịch 8%. Trượng chiến cuồng cộng 13, 2 đá sát thương, 1 đá đêm. Tín vật cấp 4. Quần áo quần y 6 và có cả bộ song đá y, ngoại trang chuyển sinh 9. Văn sức thì văn sức cấp 2. Có một ô vô hạ là ô cuối. Lăng ba 10 thanh, mật tịch 9x4 phụ lục 9 thanh. Các dòng 93% và 90%. Về xét kim xà thì kim xà cộng 15 và mở khóa cả 3 món là 11/11. Đầu tiên là nội công. Cái thứ hai, thứ ba tăng tốc độ xuất chiêu. Đây có văn sức giác, ngoại trang tủ áo có xét chuyển sinh 9, rất là đẹp. Thú cưỡi có cả xe tuần lộc. Ngoài ra thì ác cũng còn đôi Đông Phương Long Châu và cặp đôi cặp nhẫn huyền thoại, ngày xưa gọi là bá đạo một thời, dành cho Tiêu Long Quyền, dành cho các phái. Chiến cua. Nói chung thì ác này cũng không VIP, cho nên nói chung là anh em mua về chỉ BK lấy vui thôi. Chủ yếu ác thì có kim xà cộng 15 mà khóa full. Đấy. Có 2 bét 6, quần áo hào hiệp vô hạ, Đông Phương Long Châu. Đấy. Đồ đạc thì không có nhiều, chỉ như vậy thôi. Bạt nhã cho anh em mà ngồi trồng nhớ lại kỷ niệm này. Vâng thì này ra đi với giá đó là 800k. Cho mặt em Thiếu Lâm Trượng, anh em nào kết thì inbox cho hình để giao dịch. Vâng, đến app thứ hai một mình giáo bút bên server Linh Bảo Sơn. Vòng bet thì chỉ có bet 5 thôi. Chuyển sinh 793. Chân khí 558k. Trang bị nón hào hiệp vô hạ. Tất cả phun đá. Hai món hào hiệp vô hạ. Áo chiến cua. Bút cộng 14, tín 4, văn sức cấp 1 cùi thôi, cấp 1, cấp 2, uốn linh 6. Mật tịch thì tương đối là ngon,
dòng 3 99%, dòng cuối là 91. 4 phụ lục, 10 thẻ. Kim xà 4 trừ mà khóa. Đấy. Nói chung là được quyền mật tích cũng ok. Và hai món nào hiệp vô hạ. Thế thôi, đối thế thôi. Thì ác này chú ác ra đi với giá đó là 500k. Bình giáo bút Linh Mặc Sơn anh em nhé, 500k. Vâng thì ác cuối giới thiệu anh em một thiếu lâm đao dành cho những anh em yêu thích môn phái ít người chơi này. Thiếu lâm đao này bên server Linh Bạc Sơn, cũng Linh Bạc Sơn. Nếp lăn, nội ngoại và tỷ lệ phòng ngự. Thông tin chuyển sinh bạch cấp 95. Chân khí 679k. Hiện tại là có hiệu thiệt quyền. Lấy trang bị thì như sau. Nón hao hiệp vô hạn. Phun đá, 2 đá tốc, 1 đá sinh lực. Áo thì được hai lỗ, quần cũng hai lỗ, cẩm ngọc sức mạnh, hiệu quả thương dược, phun giảm sát thương bạo kích, đao 9 cua cộng 12, phun đá 4, tín vật cấp 5. Ngoại trang thì giang sinh Linh Bạch lưu chữ tủ áo. Văn sức thì cấp 2. Lăng 3 10 thành, mật tịch 9 3 phụ lục 10 thành. Có cái dòng 3 cũng ngon, 102%. Kim xà thì chưa mặc khóa. Kinh mạch thì cấp 4. Đêm hiện tại là khoảng 11k. Trong dương còn 1k7 vàng cho anh em tiêu. Đây thì rất là nhiều lác này. Nó có gần cốt và lắc sức mạnh. Vâng thì ác này, chú bác ra đi với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng tròn cho thiếu lâm đao. Còn anh em là mua một trong 3 trên thì liên hệ mình. Cảm ơn anh em đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.